Liên hoan âm nhạc toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Bắc được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn, trong những ngày qua, chúng ta đã biết tin đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hưởng thọ 101 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc, Ban tổ chức đề nghị tất cả chúng ta đứng dậy dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn. Xin được nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, các nhạc sĩ, nghệ sĩ và quý khán giả đã đến với đêm khai mạc Liên hoan âm nhạc toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2018 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 10 gắn với nhiều kỷ niệm lịch sử lớn của đất nước và thủ đô Hà Nội, đặc biệt với tiết trời mùa thu của Hà Nội, không gian thiên nhiên luôn gắn bó với các tác phẩm âm nhạc, với từng nhịp điệu phát triển của đất nước. Tiếp nối hành trình đó, hôm nay Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan âm nhạc toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2018 với các tác phẩm tập trung phản ánh về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và thành tựu xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Tới dự khai mạc liên hoan, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghệ sĩ ưu tú Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Lê Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được chào mừng các nhạc sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được chào đón đồng chí lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật, các nhạc sĩ, nghệ sĩ từ 31 tỉnh thành phía Bắc, gồm có Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thủ đô Hà Nội về dự liên hoan. Xin được chào mừng các quý vị khán giả cùng các phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, Hà Nội, quân đội, công an và báo các chuyên ngành, các địa phương đã về dự chung vui và tuyên truyền về liên hoan. Sau đây, xin mời các quý vị đại biểu, các nhạc sĩ và các bạn thưởng thức hai tác phẩm âm nhạc chào mừng gồm Trường ca Biển trời đất Việt của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp do ca sĩ Đào Tố Loan biểu diễn và tác phẩm Mắt sắp tìm nhau gồm hai tác phẩm Xuống chợ và Qua lưới nọ Hạ Long sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do tốp ca Khoa Sư phạm âm nhạc biểu diễn.
trên hoa lá vang tiếng hè, ai đó đứng chờ em. Tôi như hàng cây lặng im, chờ đã tan rồi mà tôi còn đứng. Đại biểu, các nhạc sĩ và các bạn thưởng thức tác phẩm Trường ca Biển trời đất Việt của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp do ca sĩ Đào Tố Loan biểu diễn. Thank you.
vùng mái chèo thiên tinh giữa biển trời biển dưới, đây đảo chìm kia đảo nổi, ngàn cơn sóng dữ đứng oai hùng trầm mặc giữa biển sâu. Thank you.
Sau đây, xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam lên phát biểu khai mạc liên hoan. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và quý vị khách quý, kính thưa giáo sư Chu Minh, nhạc sĩ kỳ cựu là thầy giáo của rất nhiều thế hệ các nhạc sĩ có mặt trong ngày hôm nay, thưa hội đồng thẩm định, hội đồng nghệ thuật. Qua 32 lần chúng ta đã tổ chức những liên hoan ở khu vực nhỏ từ năm 2007 đến ngày hôm nay, lần đầu tiên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quyết định tổ chức liên hoan toàn quốc, liên hoan âm nhạc toàn quốc khu vực 1 năm 2018 và năm 2019 sẽ tổ chức khu vực 2 từ Đà Nẵng trở vào. Và còn lần này chúng ta đã tập hợp được 31 các chi hội, các hội âm nhạc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Sự có mặt của các nhạc sĩ từ các chi hội, sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, các liên hiệp các hội văn học nghệ thuật của 31 tỉnh thành trong khu vực phía Bắc đã nói lên một điều là ngôi nhà chung âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn luôn là nơi ấm áp, nơi hội tụ được những tài năng, những cá nhân, những chi hội có sức sáng tạo, bền bỉ, miệt mài và có được những kết quả ngày một tốt đẹp hơn. Và biểu hiện rõ nhất là trong đợt này, trong cái kế hoạch để tổ chức liên hoan toàn quốc, thì khi nhận được thông báo từ Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì tổng số các tác phẩm chúng tôi nhận được là trên 200 tác phẩm ở các thể loại từ thanh nhạc đến khí nhạc, từ đơn ca, tốp ca cho đến các hòa tấu, nhạc cụ dân tộc và cả những bản hợp xướng. Điều đó nói lên rằng trong 9 tháng đầu năm nay, chúng ta coi đây là một cái dịp để có thể tổng kết những cái kết quả lao động trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, và thấy rằng cái hướng đi của hội của chúng ta và trong một cái lĩnh vực quan trọng đó là sáng tác thì chúng ta đã thu hoạch được những kết quả rất là quan trọng. Điều chúng tôi muốn nói rằng ở sự tập hợp của anh chị em hôm nay thì chúng ta ngoài việc là tổng kết, ngoài việc là lắng nghe những tác phẩm mới của các đồng nghiệp thì chúng ta cũng đưa ra được một cái mô hình hoạt động mới trong thời gian trước mắt và trong tương lai. Đó là việc làm sao có thể đưa được nhiều tác phẩm mới sáng tác được dàn dựng, được biểu diễn, được công bố bằng cái hình thức chuyên nghiệp nhất. Đó chính là cái hình thức mà được các ca sĩ thể hiện trực tiếp những bài hát như những giọng ca của nghệ sĩ Đào Tố Loan vừa rồi chúng ta nghe một tác phẩm thanh nhạc của nhạc sĩ Lão Thành Đinh Quang Hợp, hoặc là như tốp ca Massap của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Thì đó là những cái biểu hiện của sự kết hợp và nâng cao từng bước tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn của các thành viên trong Hội Nhạc sĩ của chúng ta. Một điều chúng tôi thấy rất là vui mừng, và tuy rằng trong những cái thời điểm, trong những khoảnh khắc mà chúng ta cũng phải vượt qua những khó khăn, và về kể cả tổ chức, về cả khắc phục những đi lại và về cả mặt tài chính, nhưng hôm nay trên 120 các nhạc sĩ, các nghệ sĩ từ 31 chi hội đã tập hợp về Hà Nội, thì đó là một cái minh chứng cho cái sức sống bền bỉ, cho cái sự đoàn kết và sự nhất trí trong một cái mái nhà chung âm nhạc để chúng ta tiến những bước vững chắc hơn trong những năm tới và để tiến tới đại hội lần thứ 10 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam mà đã được quyết định vào tháng 6 năm 2020. Một lần nữa, chúng tôi thay mặt cho Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam và cũng là một đồng nghiệp của tất cả các quý vị cũng như là các khách quý ở đây thì xin bày tỏ lòng phấn khởi và rất là vui mừng được gặp mặt, được bắt tay, được trò chuyện với các đồng nghiệp. Và trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ngoài những cái chương trình chính, chúng ta sẽ nghe hơn 40 tác phẩm âm nhạc thì chúng ta cũng còn có những cuộc giao lưu và có một cái lễ đi thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lịch sử K9 ở chân núi Ba Vì. Làm trong những thời gian đó thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để có thể trao đổi, gặp gỡ và hàn huyên trong quá trình lao động sáng tạo trong hai năm 2017 và 2018 vừa qua. Mặc dù là một năm chưa hết, nhưng cái lễ tổng kết hôm nay
Chúng tôi cho rằng đây cũng là những cái bó hoa tươi thắm để chúng ta gửi tới nhân dân và báo cáo với Đảng, với Chính phủ rằng là giới nhạc sĩ Việt Nam chúng ta luôn luôn và đồng hành sát cánh cùng với sự nghiệp lớn của Đảng, của Nhà nước và luôn luôn tiến bước cùng nhân dân trong những cái chủ trương, trong những chính sách lớn và thể hiện rõ nhất là trong chủ đề của ngày hôm nay, đó là chúng ta hướng tới biển đảo quê hương thân yêu của chúng ta và hướng tới công nghiệp nông thôn hóa, nông thôn mới trong tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Thay mặt cho Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn chân thành tới Ban tổ chức, tới Hội đồng thẩm định, Hội đồng nghệ thuật và tới sự hỗ trợ tích cực của Ban giám hiệu, của nhà trường, của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng như là cơ sở vật chất của khách sạn Kim Liên đã tạo điều kiện thuận lợi để cho liên hoan, lễ liên hoan và tổng kết 9 tháng đầu năm của chúng ta được diễn ra một cách thành công và tốt đẹp. Chúc cho đêm diễn đầu tiên của Liên hoan âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực 1 năm 2018 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Và tiếp theo, xin được trân trọng kính mời Nhạc sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội lên phát biểu chào mừng. Trước hết cho phép tôi xin thay mặt lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, gửi tới Liên hoan âm nhạc toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2018 lời chào mừng nồng nhiệt. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nhạc sĩ lão thành, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thưa các nhạc sĩ, nghệ sĩ, đồng nghiệp và các bạn. Trong nhiều năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thường xuyên tổ chức liên hoan âm nhạc tại các khu vực trong cả nước. Những đợt liên hoan ấy tạo nên động lực to lớn góp phần thúc đẩy đời sống âm nhạc của các địa phương. Tác phẩm âm nhạc qua các đợt liên hoan đó luôn được Hội Nhạc sĩ Việt Nam định hướng đề tài gắn bó với đời sống xã hội, với từng bước phát triển của đất nước như học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Liên hoan lần này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức với quy mô toàn quốc, trước hết là khu vực phía Bắc, tính từ địa đầu Hà Giang tới Thừa Thiên Huế, tập trung phản ánh đề tài biển đảo thiêng liêng Việt Nam và thành tựu phong trào xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chúng tôi thực sự hoan nghênh sự phát triển lên một tầm cao mới của Liên hoan âm nhạc toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2018. Điều đó cho thấy Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã và đang nối tiếp truyền thống vẻ vang hơn 60 năm luôn đồng hành cùng dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong nhiều năm qua, trong mỗi đợt liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, luôn nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ, phối hợp hết sức hiệu quả, góp phần động viên đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Nhạc sĩ Việt Nam về sự phối hợp đầy trách nhiệm và hợp tác quý báu đó. Chúc quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp dồi dào sức khỏe và sáng tạo. Chúc liên hoan của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Đinh Công Thuận, Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam lên công bố quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin được công bố quyết định về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam số 28 QĐHNS ngày 18 tháng 9 năm 2018. Quyết định của Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1 khu vực phía Bắc năm 2018. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam căn cứ Nghị định số 750 và 751 NV ngày 30 tháng 12 năm 1957 của Bộ Nội vụ cho phép Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập và hoạt động. Căn cứ nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 khóa 9 Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngày 18 tháng 7 năm 2018, xét đề nghị của Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam quyết định điều 1 thành lập Hội đồng nghệ thuật Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1 khu vực phía Bắc năm 2018 gồm các nhạc sĩ có tên sau: 1.
nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng. 2. Nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên. 3. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên. 4. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên. 5. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Ủy viên. Điều 2. Thư ký giúp việc cho hội đồng gồm có 1. Bà Trịnh Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 2. Nhạc sĩ Bùi Bá Quảng, Cán bộ Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin trân trọng kính mời các vị thành viên Hội đồng Nghệ thuật lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam lên tặng hoa chúc mừng các thành viên của bạn Hội đồng Nghệ thuật. Xin trân trọng kính mời. Liên hoan xin được phép bắt đầu. Mở đầu là các ca khúc Tổ quốc giữa trùng khơi, nhạc Thế Việt, Nguyễn Hoàng Giang, thơ Hồ Quang Sơn. Đến từ Thanh Hóa, tốp ca Đoàn Văn Công Phòng Không Không Quân biểu diễn. 2. Hát tặng Trường Sa, Gạc Ma, tác giả Nguyễn Anh Trí. Đến từ Hà Nội, biểu diễn Viết Danh, nhà hát ca múa nhạc quân đội. 3. Khúc ca Nơi Đầu Sóng, tác giả Ngô Quốc Tính, đến từ Bắc Ninh, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Hiền Xuân. Bao tố
qua chỗ nhà già, mang niềm yêu đất nước quê hương. Tổ quốc thiêng liêng giữa muôn chủng dòng tô, chủ quyền thiêng liêng hai tiếng Việt Nam. Thank you.
biển đảo của ta. Ơi biển đảo của ta, da thịt máu xương con sống cho thiêng liêng trong từng ngọn sóng, trong từng biển đảo. Múa nhạc quân đội. Đêm từng đêm tôi nằm nghe biển thức, biển cồn cao, con sóng ngầm bao tháng ngày, biển kể chuyện cùng hoàng sa, trường sa suốt đêm ngày, lòng biển quằn quại đau. Con sóng chẳng được tự do vùng vẫy, đường lưỡi bò làm gãy nhịp khơi xa, dân có biển chẳng tự do trải lưới, tàu của ta tàu
thu hút giữa ban ngày, sân lấn biển làm sân bay hù pháo, đào đá ngầm chung đặt camera, khiêu khích hoành hành dọc ngang biển Đông, mông bành trướng luật quốc tế coi thường. Biển kể chuyện cùng hoàng sa trường sa suốt đêm ngày, lòng biển quằn quại đau, con sóng chẳng được tự do vùng vẫy, đường lưỡi bò làm gãy nhịp khơi xa, dân có biển chẳng tự do trải lưới, tàu của ta tàu thu hút giữa ban ngày, xâm lấn biển làm sân bay ù bao, đào đá ngầm chung đặt camera, khiêu khích hoành hành dọc ngang biển Đông, mộng bành trướng luật quốc tế coi thường. Đêm từng đêm tôi nằm nghe biển thức, biển kể chuyện trong xưa đánh giặc, giành chủ quyền thiêng liêng hoàng sa trường sa. Biển hôm nay dậy sớm gọi ta bảo vệ nước. Đợi mưa trên đảo sinh tồn, tác giả Nhạc Văn Thanh, thơ Trần Đăng Khoa, đến từ Hội Âm nhạc Hà Nội. Biểu diễn Thành Đạt, Đoàn Văn Công, Phòng Không Không Quân. Gọi trên đảo sinh tồn, đợi mưa trên đảo sinh tồn. Ôi đảo sinh tồn, hòn đảo thân yêu, dẫu chẳng có mưa đâu, chúng tôi vẫn sinh tồn, vẫn sinh tồn. Trên mặt đảo khơi xa, vẫn sinh tồn. Trên đại dương bao la, chúng tôi ngồi uống súng đợi mưa rơi, lòng thấm thòm niềm vui không nói hết. Nhưng làm sao mưa vẫn cứ ngại ngần, chập chờn bay bay tận phía xa khơi, thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời. Mưa à mưa, mưa thương ớt lại, mưa à mưa, mưa như chưa bao giờ. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, cơn mưa lớn vẫn dập dình ngoài biển, ánh chớp xanh vẫn loang loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, mưa à mưa, sấm sét đùng đùng, mưa à mưa,
quật ngang nương. Không có mưa sao thì cứ mưa ngâu, hay mưa bụi, mưa li ti cũng được. Mặt chúng tôi ngửa lên trời hương nước, ôi ước gì được thấy mưa rơi. Đảo sinh tồn, hòn đảo thân yêu, dẫu chẳng có mưa đâu, chúng tôi vẫn sinh tồn, vẫn sinh tồn. Trên mặt đảo khơi xa, vẫn sinh tồn. Trên đại dương bao la, chúng tôi ngồi ôm xuống đời mưa rơi. Lòng thấp thỏm, niềm vui không nói hết, nhưng làm sao mưa vẫn cứ ngại ngần. Chập chờn bay, bay tận phía xa khơi, thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời. Mưa à mưa, mưa cho táo bão. Mưa à mưa, mưa như chưa bao giờ. Ôi ước gì được thấy mưa rơi. Cơn mưa lớn vẫn sập sinh ngoài biển, ánh chớp xanh vẫn lăng loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi. Mưa à mưa, sấm sét đùng đùng. Mưa à mưa, mưa quật ngang nương. Không thấy mưa sao thì cứ mưa ngâu, hay mưa bụi, mưa li ti cũng được. Mặt chúng tôi ngửa lên trời hướng. Ôi ước gì được thấy mưa rơi. Đợi mưa về đảo sinh tồn, gọi mưa trên đảo sinh tồn. Gọi mưa về đảo sinh tồn, đợi mưa trên đảo sinh tồn. Một chút sai sót tác phẩm Đợi mưa trên đảo sinh tồn của tác giả nhạc Văn Thành, thơ Trần Đăng Khoa đến từ Hội Âm nhạc Hà Nội. Ca khúc tiếp theo Những chiến sĩ Trường Sa, tác giả Tuấn Khương đến từ Bắc Giang, biểu diễn tốp ca Đoàn Văn Công Phòng không Không quân. Trường Sa, Trường Sa, dù bão to phong
Trường Sa. Làm lá chắn, làm hàng rào biển, chờ che cho biển đảo bình yên. Những chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, làm cột mốc neo mình nơi đầu sóng, giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trường Sa, nhà hát ca múa nhạc quân đội. Bể chung khơi, bốn bể chơi vơi, bốn bể nắng cháy, mà vẫn thấy mắt em tươi cười, dáng em yêu đời, ơi người em gái giữa đào tiên tiêu, em đẹp như hoa bàng vuông, kiên cường như cây phong ba. Em dắt anh đi thăm quê em Hiền Thoại, quê hương hùng binh hải đội Hoàng Sa, qua âm linh từ vang vọng bài ca, hạc mồ gió quanh ta như đoàn quân lớp lớp sóng chờ. Một thoáng lý gian thức trong anh nhiều niềm khao khát, cuộc sống hùng binh nơi Hoàng Trường Sa vang danh sử sai, đẹp lắm lý sơn giữa biên cương ngàn trùng sông biếc, tổ quốc mãi còn ghi công những người con trên quê hương Huyền Thoại.
đắm giữa mênh mang biển trời. Bốn bề sông hồ, bốn bề chung khơi, bốn bề chơi vơi, bốn bề nắng cháy. Ta vẫn thấy mắt em tươi cười, dáng em yêu đời ơi người em gái. Giữa đảo tiên thiêu em đẹp như hoa bàng vuông, kiên cường như cây phong ba. Em dắt anh đi thăm quê em huyền thoại, quê hương hùng minh hải đội hoàng sa. Hoa âm linh tự vang vọng bài ca, hằng mùa gió quanh ta như đoàn quân lớp lớp sóng chờ. Hoàng Trường Sa vang danh sử sách, đẹp lắm lý sáng giữa biên cương ngàn trùng sông biếc. Tổ quốc mãi còn đi công, nhưng người con trên quê hương huyền thoại. Lý sáng tổ quốc mãi còn đi công, những người con trên quê hương huyền thoại. Lý Sơn. Và tiếp theo là tác phẩm Trấn Choáng Chợ Xuân của tác giả Mạnh Cường đến từ Điện Biên, với sự biểu diễn của Quang Huy và Phan Hải Long đến từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chợ vùng cao là thế, chợ tình đêm trăng rằm, nào cùng hát lời ca, nào cùng uống men rượu say. Trời sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy rộn vang rừng kia. Đường núi dốc quanh co, vó ngựa reo cùng nhau bước bước. Chợt nhớ đã bao đêm, ta hẹn em ở phiên chợ này. Tiếng súng xinh vai hoa, tay cầm tay cùng nhau đi phiên chợ. Đêm trời xuân vui thật vui, ta gặp nhau từ khắp mọi nơi. Chơi bàn diều hô, bàn cao đêm, bàn lời đêm là bước và đi con ở trong lũ cổ. Tiếng đàn bội, tiếng khen la, tiếng lòng anh thổn thức cùng em giữa phiên chợ vui. Anh nắm tay trao lời yêu, trao lời thương về nhà anh làm dâu hát vang lời ca chợ xuân. Chợ vùng cao là thế, chợ tình đêm tràn rằm xa. Nào cùng uống men rượu say, chợ vùng cao mùa xuân, chợ tình đêm chờ hoa là lời yêu cười chào, là mùa xuân. Yo, tìm gió kề gan thu ruộng che
ra sông cây của già từ giống tía lờ tàu kia khâu khâu đi tớ này hàng mà xin su kê tàu kia tu tơ mang mê hàng kia từ kia nó mà tàu kia xin sâu sang mê hàng xe chỉ kê nhau từ kia. Sớm tinh mơ tiếng gà gáy rộn vang rừng kia đường núi dốc quanh co vó ngựa reo cùng nhau bước chợt nhớ đã bao đêm ta hẹn em ở phiên chợ kia súng xinh vai hoa tay cầm tay cùng nhau đến phiên chợ đến chợ xuân vui thật vui ta gặp nhau từ khắp mọi nơi đến đây cùng chơi bán rượu hồ bán lợn đen bán đen gà cuốn vẫn còn ở trong lúc cơ tiếng đàn vui tiếng khen la tiếng lòng anh tôi từng cùng em giữ phiên chợ vui tay cầm tay trao lời yêu trao lời thương về nhà anh làm dâu hát vang lời ca chợ xuân chợ vùng cao là thế chợ tình đêm trăng rằm nào cùng hát lời ca say chờ vùng cao mùa xuân chờ tình đến chờ mà là lời thương gửi chào là mùa xuân chờ vùng cao là thế chờ tình đến uống men rượu say, chờ vùng cao mùa xuân là thế, chờ yêu chờ bao, là lời yêu gửi chào, là mùa xuân vùng cao, chờ xuân. Tiếp theo là tác phẩm Romance Tiếng Xưa của tác giả nhạc Nguyễn Tiến Mạnh thơ Hoàng Thiên Nga đến từ thành phố Hà Nội qua sự thể hiện của ca sĩ Hương Diệp đến từ nhà hát Vũ Kịch Việt Nam. Tràn thêm rung động
Tác phẩm Tiếng Gọi Tự Hào của tác giả Dương Bích Hà đến từ Thừa Thiên Huế, với sự biểu diễn của Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trung Hiếu và Tống Việt Tiệp đến từ Đoàn Văn Công Quân Khu 2. Trường Sa, Hoàng Sa, trái tim tổ quốc, có linh thiêng chúng tôi sẽ mãi mãi tỏa sáng, rơi lá
mắt người lính biển vượt qua một trùng sóng, qua buồn trùng gió về đất mẹ thân thương. Và tình yêu người lính cảnh sát biển ở nơi đầu sóng, nơi đầu gió trên biển đảo quê hương. Lính cảnh sát biển ở giữa chúng ta về với con đường huyền thoại của tác giả Mai Đoan đến từ Hải Dương. Qua sự thể hiện của ca sĩ Vương Long đến từ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Dấu xưa con đường huyền thoại, nghe biển kể chuyện đánh giặc ngày xa ấy, có những con tàu không số đã về đây. Hôm nay anh về thăm miền phương Nam, nghẹn ngào nhớ thương những người đồng đội. Tiếng biển vọng về ngỡ tiếng bàn năm ấy, tiếng những con tàu không số ngày xưa.
dấu xưa con đường huyền thoại. Nghe biển kể chuyện đánh giặc ngày xa ấy, có những con tàu không số đã về đây. Hôm nay anh về thăm biển phương Nam, tìm lại dấu xưa bóng hình đồng đội. Tiếng biển vọng về ngỡ tiếng bàn xưa ấy, tiếng những con tàu không số ngày xưa. Hướng phương Nam, những tàu to tàu nhỏ lập chiến công rạng rỡ, tuy không tên không số mà sáng danh anh hùng. Anh đưa em về thăm biển phương Nam, tìm lại dấu xưa bóng hình đồng đội. Chiến đấu kiên cường trên đoàn tàu không số vũng sô cùng biển hát lúc trắng ca, vũng sô cùng biển hát khúc trắng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tác phẩm tiếp theo, ca khúc Tàu ngầm ta ra khơi của tác giả Trọng Tĩnh đến từ Bắc Ninh, với sự thể hiện của tốp ca đến từ Đoàn Văn Công, Bộ đội Biên phòng. Đi vào đêm, từng tàu nhẹ lướt trong màn đêm. Tàu ngầm ta ra khơi, phía trước là biển rộng. Vẫy gọi tàu ngầm ta ra khơi, tàu ngầm ta ra khơi. Tàu ngầm lặng lẽ trước biển khơi, lính tàu ngầm lặng lẽ trước khơi. Yeah.
Vọng Đài Biển, sáng tác Tô Văn, đến từ Lai Châu, qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Bình, Đoàn Văn Công, Quân Khu 1. Dương nắng gió, tiếng sóng rình lên gọi hồn thiêng núi sông, sóng dậy Trường Sa, sóng dậy Hoàng Sa, tổ quốc tôi tiếng vọng ngàn đời, ơi lời ru của mẹ có khúc ca người lính, lời ru của mẹ có tiếng sóng Bạch Đằng, tình thương của mẹ vượt qua ngàn sông tố. Cháu hồng sóng nhuộm màu chiều trái tim đau nhói, phần máu thịt của tổ quốc là đây. Ơi Trường Sa, ơi Hoàng Sa, tiếng quân ca rền lên bao đắp nửa tiếng dân tộc người khi phách ông cha. Dương nắng gió, tiếng sóng rình lên gọi hồn thiêng núi sông, sóng dậy Trường Sa, sóng dậy Hoàng Sa, tổ quốc tiếng vọng ngàn đời, lời ru của mẹ có khúc ca người lính, lời ru của mẹ có tiếng sóng Bạch Đằng, tình thương của mẹ vượt qua ngàn sông thô. Tổ quốc linh thiêng
in dấu chân con lạc cháu hồng. Sóng nhuộm màu chiều trái tim đau nhói, phần máu thì của tổ quốc. Trường Sa ơi Hoàng Sa, tiến quân ta dền lên bao tác, nửa tiếng dân tộc người khi phách ông cha. Ơi Trường Sa, ơi Hoàng Sa, tiến quân ta quên tròn lời thề từng thước biển. Bạch Long Vĩ, sáng tác Thế Vinh, đến từ Hải Phòng, qua sự thể hiện của các ca sĩ Nguyễn Thế Vinh, Vũ Văn Phước, Đặng Đình Quynh. Oh,
theo là tác phẩm Tình khúc biển xanh của tác giả Trần Đức đến từ Sơn La, qua sự thể hiện của ca sĩ Huy Quyết đến từ Đoàn Văn Công, Bộ đội Biên phòng. Rằng đời tôi không còn em, nếu ngày
xa. Chợt của tác giả Lê Phùng đến từ Huế, qua sự thể hiện của ca sĩ Phương Huyền đến từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bye.
Lính biển Việt Nam, sáng tác Vũ Văn Lực, đến từ Thái Nguyên, qua sự thể hiện của các ca sĩ Nguyễn Thế Vinh, Vũ Văn Phước, Đặng Đình Quynh, Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Phan Bách. Tuấn Phương, đến từ Hà Nội, qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc, nhà hát ca múa nhạc quân đội. Thank you.
khát vọng. Đàn hai âu trao mình trong nắng say, ơi biển lộng gió đón bình minh. Biển hát sóng vỗ nhịp thời gian, những cánh cung dập dờn chim biển. Một thuyền tươi mang tình yêu khát vọng. Phòng qua sự thể hiện của tốp ca Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Thank you.
cập sơn trên cánh sông, và tôi hát lên giữa bao la mây trời đón ánh bình minh. Nhìn từng đoàn tàu ra khơi và lướt nhanh về phía mặt trời, biển Tổ quốc tôi hùng vĩ, non sông gầm vác ngàn năm. Xin chào những người con của biển, chào những chiến hạm hiên ngang, xin chào đất liền yêu dấu. Xin chào nhé mẹ hiền tổ quốc, tổ ta ra khơi. Biển gọi tên chúng tôi như chiến sĩ canh giữ đất trời. Biển Việt Nam tôi sóng phổi Trường Sa, sóng voi Hoàng Sa, quyết giữ gìn từng ngóc đảo, trao cả thắm máu bao đời. Sóng giật dây không mãi Tổ quốc tôi của tác giả Xuân Bình đã khép lại đêm thi thứ nhất của Liên hoan âm nhạc toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2018. Và một lần nữa xin gửi tới các quý vị cùng toàn thể các bạn lời chào và hẹn gặp lại tại đêm nhạc thứ hai của Liên hoan âm nhạc toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2018 vào tối ngày mai, ngày 4 tháng 10 năm 2018. Xin trân trọng cảm ơn.